chúng ta tu á, người xuất gia đó, cũng muốn tu cho thuận lợi. Rồi mình làm ăn, mình cũng muốn làm ăn cho nó thuận lợi. Nói chung là cái thuận lợi là một cái điều kiện ai cũng mong mỏi hết. Và chữ thuận nó có nghĩa là nó đi xuôi theo một cái chiều đó, nó không có đi ngược lại. Thí dụ như mình sanh con, mình dạy con mà nó thuận theo ý mình vui lắm. Mà ngược cái chữ thuận là gì? Là nghịch. Phải không? Ngược cái chữ thuận là nghịch. Cho nên đó, ví dụ như bây giờ mình người tu là mình cũng có ở cái mặt hình thức là mình nghịch dòng. Tức là thí dụ như người ta để tóc thì mình cạo tóc, người ta mặc đồ đẹp thì mình mặc đồ cà sa đơn sơ, người ta ăn thịt cá thì mình ăn chay đó. Rồi người ta giờ mà 4-5 giờ người ta ngủ ngon mình phải thức. Nói chung là cái đời sống về cái mặt hình thức của người tu mình cũng nghịch với cái người, nghịch với cái dòng đời. Nhưng mà nghịch để làm gì? Nghịch cái đó để làm gì? Để chúng ta tôi luyện. Tại vì có những cái chúng ta thuận theo nó chúng ta khổ. Thí dụ như bây giờ người ta mời mình hút thuốc, mà mình thuận theo ý người ta mình hút, thì sao cái thuận đó rồi thì sao? Khổ. Cho nên chữ thuận có nghĩa là mình đi theo một dòng. Cho nên làm ăn người ta cũng muốn thuận buồm xuôi gió. Nếu mà dương cái buồm lên mà gió nó thổi theo cái chiều đó thì thuyền của mình sao? Tới lẹ hơn. Cho nên làm cái gì người ta cũng muốn thuận. Mà đã có thể mà thuận rồi thì cái gì nó tới? Cái lợi nó tới. Chữ lợi này là gì? Chữ lợi đây có nghĩa là cái lợi ích, cái benefit. Phải không? Mà ai cũng muốn trong cuộc sống, ai làm ăn mà không muốn có lợi. Phải không? Ai làm ăn cũng muốn có lợi hết. À, chữ lợi này còn có nghĩa là lời nữa đó. Nói theo tiếng Việt là lời. À, thí dụ như mình để tiền vô ngân hàng thì nói theo tiếng Việt là tiền lời. Mình nói theo tiếng Hán là lợi tức. Ồ, bỏ tiền vô trong đó, tháng sau có lợi tức. Thì cái chữ lợi tức là tiếng Hán. Còn tiếng Việt Nam mình là tiền lời. Có lãi, có lời. Vì sao? Mình để vô trong đó, mình không có chung chi dùng, thì người ta lấy cái tiền đó, người ta đầu tư, rồi người ta cho mình lại một chút lời. Như vậy thì trong cuộc sống, nếu chúng ta muốn có lợi, thì chúng ta phải tập thuận. Thuận theo những cái gì mà trong cuộc sống, thì mới có lợi được. Ví dụ như bây giờ vợ chồng ở trong nhà, sống mà lúc nào cũng nghịch với nhau hết, thì lợi đâu không thấy, thấy tổn giảm. Trước nhất là tổn giảm tình cảm nè. Kế đó là tổn giảm âm khí nè. Bây giờ cứ phải la hét, gây gỗ, hao hơi. Thay vì lợi hơi mà là hao hơi. Rồi hao hơi rồi gì nữa? Tổn sức. Hao hơi tổn sức. Mà bên cạnh cái hao hơi tổn sức là tổn gì? Tổn tiền. Tại vì giận quá cái mình xách giỏ mình shopping. Rồi cái mình buồn quá mình lang thang. Mình thấy món này mua, món kia mình mua. Cho nên đó, nếu trong cuộc sống muốn được lợi thì chúng ta cũng phải tập thuận. Vì sao? Vì chúng ta thấy cái gì nó thuận theo cái tốt. Nếu mà cái đó là cái thuận tốt thì tại sao chúng ta không thuận? Bởi vì chúng ta sống á, chúng ta không thể chỉ sống lo cho mình, chỉ biết nghĩ tới mình mà đôi khi nghĩ tới người khác. Phong Hòa thấy á, nhiều khi á, mấy đứa con á, mình biểu nó đi chùa, nó đâu thích đi đâu. Nhưng mà giờ nó làm con mình, thứ nhất là nó còn nhỏ, thứ hai nó thương mẹ, thương ba, nó đi theo mình, là nó thuận theo mình. Nhưng mà rồi á, nó vô trong chùa, nó ngồi đây, nó cũng có lợi. Như hồi sáng này á, tội nghiệp, có mấy em ở xa lắm, 4-5 tiếng, mà thức đâu từ 3-4 giờ sáng, thiệt là sớm lái xe tới đây. Rồi sáng nay vô tới chùa mà con nít mà cuối tuần mà 9-10 giờ nó còn ngủ. Vậy mà hồi sáng này lúc có quà ta sáng ra làm lễ quy y, thấy mấy em đông quá, rồi theo cái chương trình là lễ quy y thôi, thấy nó đông quá mà nó ngồi nó nhướng lên nhướng xuống tội ghê vậy. Rồi nó ráng nghe thầy nói, nếu nó thuận, nó thuận theo mình, nhưng mà nó ngồi đó nó có lợi. Thì trong cuộc sống của mình,
Thì sống của mình á, cái lợi là cái gì? Cái lợi tức là cái quả, cái thuận là cái nhân. Thế nếu mà mình sống mà mình không có khởi phát cái nhân thì sao mình thấy lợi được? Ví dụ như mình không để tiền vô ngân hàng thì làm gì có tiền lời. Thì bây giờ đại chúng đã nghe hiểu á, Tết nhất mình cũng cầu chúc cho anh làm ăn được thuận lợi, cuộc sống được thuận lợi. Giờ mình hiểu rồi, thuận là đi theo một chiều ha, thuận theo cái dòng đó. Lợi tức là những cái benefit, những cái lợi lộc, hay nói cách khác là lợi ích. Bây giờ trong kinh á, Phật có dạy chúng ta bốn cái thuận lợi. Thứ nhất á, là mình sanh ở cái chỗ tốt đẹp, gọi là sanh thú thuận lợi. Cái chỗ mình sanh á, mình sống thuận lợi. Bây giờ đại chúng nghĩ coi, mình đang sống ở một cái quốc độ có thuận lợi không? Thuận lợi quá chừng. Quý vị ở cách đây 8 tiếng, có những vị ở cách đây 8 tiếng, vậy mà lái xe đi cái một lèo của nó tới. Còn nếu như mình ở một cái chỗ mà địa dư nó quá cách trở, như vừa rồi Pháp Hòa đi Hàn Quốc. Đi Hàn Quốc thì đi 4-5 cái thành phố để mà thăm đồng bào Phật tử rồi nói chuyện Phật Pháp. Có những vị đi đâu có được. Mặc dù ở đó cách, có những vị ở cách cái chỗ giảng 3 tiếng, 4 tiếng, nhưng mà hoàn cảnh không có cho phép. Đường xa, xe cộ không có, hoặc là gia đình không có đủ cái hoàn cảnh để cho đi. Tội nghiệp có một chị đó, chị ở dưới quê, tức là cách đó bao xa không biết, nhưng chị nói chị đang ở quê mà nghe tin thầy qua mà không lên được. Thì cái ngày Pháp Hòa ra phi trường bay về lại đây đó, chị mới nhờ người bạn phone FaceTime để gọi cái hình lên. Rồi Pháp Hòa ở ngoài phi trường nhìn thấy chị, thấy chị đang làm việc. Khi mà cái hình dọ nó hiện lên rồi, chị quỳ xuống, chị nói thầy cho con lễ thầy để cảm ơn thầy, bao nhiêu lâu nay con sống ở cái vùng này mà nhờ nghe pháp thoại của thầy, mà hôm nay thầy đến đây mà con không được gặp. Mà khóc trên phone rồi, đại khái là vậy. Cho nên nếu mà chúng ta thấy trong cuộc sống mà chúng ta kiểm lại, có đôi khi chúng ta buồn, chúng ta khổ. Mà nếu mà nói khổ thì thương đại chúng, trong cuộc sống này không có ai mà không khổ đâu, không có ai mà không có khổ đâu. Người nào cũng có hoàn cảnh hết á, phải không? Không có người nào mà hoàn toàn không có những cái hoàn cảnh, không hoàn cảnh này cũng hoàn cảnh khác, ai cũng có những cái khó khăn của mình. Vậy thì trong cái sanh ở cái thuận lợi, chỗ tốt đẹp là tại sao? Vì cái chỗ đó nó có thể làm cho mình tạo ra được cái thiện nghiệp. Ví dụ như bây giờ mình ở một cái nơi mà quá nhiều những cái khó khăn, thì vì cuộc sống cái con người mình có thể làm ăn bất chánh, hay là tạo nghiệp thế này thế kia. Cho nên mình phải thấy rằng nếu mà mình có cái cơ hội, mình sống ở một cái quốc độ thuận lợi, đó là phước của mình. Ví dụ như bây giờ ở đây mình bệnh nè, bệnh viện rất là đầy đủ thuốc men máy móc để mà chữa các loại bệnh cho mình. Rồi người nào mà thật sự, vị nào mà ở xứ này mà người nào mà lên đường đi theo diện ông bà bảo lãnh đó, thì coi như là người đó thật sự là cái duyên đã mãn. Chứ còn ở đây bác sĩ chăm sóc cho mình. Cho nên mình có một cái cơ hội sanh ở một cái chỗ gọi là sanh thú thuận lợi. Cái chỗ đó nó có làm cho mình được có cơ hội tạo những cái phước lành. Đó là một cái điều trân quý. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ ở đây, nó có phải là một dạng sanh ở thuận lợi không? Nội cái đồ chơi của nó thôi, nội đồ chơi mấy đứa nhỏ ở đây thôi, nếu mà đem ra mà bán là nuôi không biết đứa, biết bao nhiêu đứa nghèo ở Việt Nam. Đồ chơi của nó thôi, một cái chiếc xe của nó hàng trăm đồng, mấy chục đồng, mà đâu phải một đứa có một cái rồi nó chơi, rồi nó, nhà đứa nào cũng một đống đồ chơi. Rồi cái đứa nào mà nó sanh ở như vậy thì đó là cái phước của nó. Cho nên mình phải thấy rằng nếu mà mình có cái cơ hội mình sống được ở cái quốc độ như thế này, gọi là sanh thú thuận lợi. Rồi cái chỗ đó
chính quyền không có áp bức mình, không có làm những cái điều gây khó khăn với mình, rồi mình không có bị những cái chỗ mà mình thấy rằng cái chỗ đó không có giặc giã, chiến tranh, cướp bóc, tất cả những cái trường hợp đó là sanh thú thuận lợi hết. Sanh thú thuận lợi hết. Tại vì những cái chỗ đó, đó hễ mình ở một cái thi, mình ở một cái chỗ nào mà nó không tốt thì tự nhiên nó làm cho con người sanh tật xấu. Ví dụ như sanh ở một cái chỗ nghèo, tự nhiên con người phải tham. Vì nghèo quá thì con người muốn có sự sống thì con người tham. Thật sự ra bản chất họ không có. Có thể bản chất tham họ không có, nhưng mà do cái môi trường làm cho con người sanh tham. Bản chất con người không có giữ, có thể ở một cái môi trường họ không giữ cũng được. Họ không giữ người ta ăn hiếp. Thành thử ra có ở cái môi trường mà người ta bị ăn hiếp nhiều quá. Còn mình bây giờ ở một cái môi trường tốt. Vậy thì chúng ta quán chiếu thấy cái thuận lợi để làm gì? Để chúng ta biết trân quý, và chúng ta biết rằng cái đó là một chút phước còn lại của mình. Và từ cái chỗ đó, nó có thể giúp cho mình tạo những cái nghiệp lành, nghiệp thiện khác. Thưa đại chúng, chỗ ở mà không có lành rồi, con người dễ sanh nhiều cái phiền não. Thí dụ ở một cái chỗ nghèo coi, trời ơi, con quý vị coi phim đó, quý vị thấy, hoặc là nếu mình ở ngày xưa ở Việt Nam, những cái chỗ không có nước đó, con người phải gây gỗ đánh lộn gì từng cái đôi nước gánh. Ở những cái giếng nước công cộng đó, người ta giành nước với nhau. Rồi quý vị xem phim, quý vị thấy ở những cái vùng trại tị nạn vân vân. Nói chung là con người, bởi vì ai cũng muốn có cái thuận lợi, mà vì cái thuận lợi không có, cho nên có con người phải tìm mọi cách dành cái thuận lợi tới cho mình, dành cái lợi đến cho mình. Mà hễ muốn cái lợi về mình thì đa phần là sống nghịch, sống nghịch với cái bản chất của mình. Ví dụ như có cái cô đó, người ta thiếu nợ cổ, người ta không đòi, người ta không trả. Rồi cô tới, cô nói đàng hoàng, ta không đưa. Mà ta hứa hẹn lần, hẹn lửa, ta không đưa. Mà mỗi lần cô tức quá, cô la xong cái cô về cô hối hận. Thấy không? Thành thử ra mình mới thấy rằng thiệt sự cái đó cũng khó tính lắm. Mình hung dữ thì ta thấy trời ơi, bà đi chùa, bà tu mà cái vậy đó. Không? Mà nếu mà mình không có hung dữ chút chút thì người ta lợi dụng cái đó, cái người ta đàn áp mình, người ta thấy mình tốt thì người ta lợi dụng. Cho nên trong cuộc sống, nếu mình thấy rằng ở một cái chỗ mà nó không làm cho mình sanh khởi những cái phiền não, quả thật là cái phước của mình. Tại vì nhiều khi mình không muốn đâu, nhưng mà hoàn cảnh nó đẩy đưa, nó làm cho mình phải làm những cái điều không có tốt. Nội cái tánh mình hung dữ không là mình đã thấy kỳ rồi. Không? Con người ai cũng muốn hiền dịu chứ ai muốn hung dữ đâu. Nhưng mà vợ lỡ ra sanh ở cái xóm mà không hung dữ, ăn ăn hiếp. Có nhiều khi sanh vô mình tánh mình không có tranh giành với ai hết á, mà giờ vô làm cái chỗ mà phải giành. Mình không giành mất hết khách. Đó là phải giành. Đó không? Thành thử ra thiệt sự khi mình quán chiếu, mình thấy mình sống, mình sanh ra được, mình sống ở một cái chỗ tốt. Các cái cõi vui cũng có nghĩa là chỗ hay xứ thích hợp để làm cái môi trường tiến hóa, các cái nơi chốn ấy có tình trạng thuận lợi để thiện pháp tăng trưởng. Thiện pháp tức là những cái cách sống của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Cho nên mình chơi với một cái người tốt đó, nó cũng đỡ cho mình lắm, bởi vì mình đỡ gây cái khẩu nghiệp. Mình chơi với cái người mà họ nói bậy nói bạ, cái đôi khi mình cũng phải nói theo. Mà mình nó không nói theo thì người ta nói mình kỳ cục. Thật ra nếu mình có được một cái hoàn cảnh tốt, một cái môi trường sống tốt, đó là hạnh phúc. Cái thứ hai là gì? Sanh y thuận lợi, tức là sự thành tựu thân tướng tốt đẹp, thân khỏe, thân thể khỏe mạnh, ít bệnh, xinh đẹp, có điều kiện tốt tu tập, là cơ hội thuận lợi để cho thiện nghiệp trổ quả. Thí dụ bây giờ mình sanh ra mình có được cái thân tướng tốt, lợi không? Lợi lắm. Có được cái tướng đẹp cũng lợi lắm. Thí dụ bây giờ làm ca sĩ hát hay, nhưng mà có ngoại hình chút, ca sĩ đó dễ được ta mời hơn.
Thật sự ra mà nói, theo cái nhìn, theo cái nói bình thường là mình cần cái tâm không cần cái tướng, ai cũng nói vậy phải không? Nhưng mà trên bây giờ thưa đại chúng, trên thực tế là mình thích cái gì nè? Thích cái tướng hơn. Trên thực tế là vậy. Ví dụ như bây giờ mình nói cái, bây giờ mình nói là tôi nấu ăn ngon, tôi không cần trang trí cái dĩa cho nó đẹp, nói là nói vậy. Nhưng mà ngoài ăn ngon thì mình phải làm sao cho cái dĩa đó nhìn cho nó đẹp nữa. Đó, một cái dĩa thức ăn trang trí thôi. Thế thì thưa đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta sống ở môi trường tốt là một chuyện rồi. Rồi bây giờ chúng ta lại được cái gì? Được cái gọi là thân thể, hoàn cảnh chúng ta tốt theo đó. Thưa đại chúng, nếu mà là một cái vị giảng sư, cái tướng hảo của một vị giảng sư cũng quan trọng. Tại vì cái tướng hảo đó làm cho cái người Phật tử, người ta nhìn vô, người ta phát tâm, người ta sinh cái khởi niệm tốt. Cho nên thường thường mà các vị mà đi giảng giảng hay mà có tướng đẹp thì thường đó, được mời nhiều. Cho nên hồi xưa đó, các thầy dạy cái người tu phải có cái uy nghi. Tại vì cái đó chính là cái đẹp của cái người tu. Cái uy nghi là gì? Cái đi đứng, cái nói năng của mình. Thí dụ như người tu có những cái câu nói người đời người ta nói mình không nên nói, hay là có những cái cách người đời người ta làm vậy mình không làm được. Ví dụ như Pháp Hòa, ví dụ quý vị ngồi chơi với nhau ngoài sân, trời mát, trời nóng quá, ra ngoài. Ra ngoài rồi nếu mà, thí dụ xin lỗi, mà nếu một người nam mà nóng quá, người ta có thể mặc áo thun, thậm chí cởi trần, rồi ta ngồi, ta chéo chân lại, ta hút điếu thuốc, hay ta cầm ly cà phê, ta lắc lắc cái chân, ta ngồi, ta nói chuyện. Đối với mình là đó là enjoy, không có gì tội lỗi, có gì sai. Nhưng mà người tu là không làm được. Người tu là không thể ngồi như vậy được, bởi vì cái đó là nó thiếu đi cái vẻ đẹp của cái người tu. À, cho nên mình nói cái vẻ đẹp này là gì? Tức là cái cách mà chúng ta biết sống, sống làm sao cho cái nét đẹp mình nó có. Ví dụ như mình ăn cơm hay mình ăn bún thì mình phải lấy ra đũa, mình gắp bún, mình để vô cái muỗng, rồi mình từ cái muỗng mình mới đưa vô miệng, chứ mình không có xà người xuống rồi ngồi mình hút rộn rộn. Thì đối với cái người của mình á, mà ăn như vậy là nó xấu, nó không có đẹp, phải không? Rồi giống như, hoặc là giống như cái kiểu của người Mỹ mà hút, mình đưa muỗng súp lên mình hút hút mà mình làm cà rột á, là thấy kỳ. Còn nhưng mà cái kiểu của mình là ngoài hút cà rột mình còn hà cái nữa để chứng tỏ đây là súp ngon. À, đại khái vậy. Cho nên á, mình sanh ở một cái chỗ mà có được cái thân tướng. Cho bây giờ quý vị thấy á, cái nét đẹp có hay không cũng do mình một phần. Hồi nhỏ Hoài nhớ đó, hồi đó Hoài có mấy đứa nhỏ đó, nó đi ra chùa. Thì năm đó con gái mà nó 9-10 tuổi à, thì nó vô chùa, nó ở mấy tháng hè tu tập vậy đó. Cái thì tụi nó hay có quà, có nuôi một đứa nhỏ gái, nuôi từ nhỏ đi học, cái bắt đầu bắt chước người ta make up. Cái Pháp Hòa mới vô, Pháp Hòa nói chuyện với nó, Pháp Hòa nói thầy biết con gái là thích đẹp, thầy cũng thích đẹp luôn, nhưng mà theo theo cái kinh nghiệm của thầy, con nhỏ quá con đừng có xài make up sớm, con xài sớm quá mai mốt da con nó hư. Rồi coi như là mình cố gắng mình chằn chằn nó cho đến nó năm nó 17 18 tuổi, lúc đó nó muốn làm gì đó chuyện của nó rồi. Nhưng mà lúc còn nhỏ mình ráng mình thu xếp để cho nó sống được với cái đẹp thiên nhiên. Có nhiều cái người người ta đơn giản nhưng mà nhìn đẹp. Cho nên đời này mình thấy mình có được một cái thân tướng tốt. Hay là bây giờ nói chữ chữ tốt đây có nghĩa là gì thưa đại chúng? Nghĩa là chúng ta có thấy con mắt tốt nè, lỗ tai nè, thấy không? Nói chung là những cái gì mà chúng ta trong cơ thể của mình, cái gì nó cũng tốt, đủ để chúng ta thấy, nghe, nhìn, ngắm, hiểu biết, đó là cái phước của mình. Cho nên thí dụ như bây giờ ai có bệnh á,
đừng có buồn, ít ra mình cũng đã sử dụng nó được mấy mươi năm rồi, tới bây giờ nó mới hư, phải không? Còn nếu người nào mà sanh ra mà bệnh đó cũng không có gì buồn, nó à trong cái bệnh này mà mình còn có một chút phước là mình còn sử dụng được nó trong cái khả năng của nó. Giống như chiếc xe mình lái đó, khi mà nó sắp hết xăng á, cho nó báo, nhưng mà không có nghĩa là nó hết liền. Nó báo cho biết hết xăng thôi, nhưng mà mình có thể chạy thêm được khoảng chừng mười mấy hai chục mai nữa, thí dụ vậy. Khoảng bao lâu nữa xăng nó mới thật sự là nó cạn, nó chỉ báo cho mình biết thôi. Cho nên mình cũng vậy. Thí dụ như á, mình qua tới cái tuổi 40 ha, sức khỏe mình nó báo cho mình biết một chút. Rồi khi mà quý vị bước qua tới tuổi 50, nó cũng báo cho mình. Đó là Pháp Hòa nói hơi xa, là nói 10 năm đó nha. Chứ còn mà ở cái tuổi 70 á, là hình như theo năm không? 71 là thấy nó khác rồi, 72 là sức khỏe nó khác rồi. Bây giờ quý vị hỏi quý bác lớn tuổi, có phải mỗi năm sức khỏe quý bác thấy nó khác không? Tháng năm trước đi chùa thấy còn ngồi không dựa cột, chứ năm sau thấy kiếm cột ngồi không. Thành ra sức khỏe nó có thay, nó có giảm. Hồi trẻ đó mình có thể lái xe 7-8 tiếng, tự nhiên đến một cái tuổi nào đó rồi mình không thể lái lâu như vậy nữa. Tự nhiên con mắt mình nó mỏi và thân thể mình nó không đủ sức để mình ngồi cả 7-8 tiếng. Có một Phật tử viết ra ngoài cái thư: con đã sống ở đời hơn 40 mấy năm mà con đã phạm rất nhiều những cái lỗi lầm, làm bao nhiêu người đau khổ. Và bây giờ khi con ăn năn rồi, con chỉ muốn chết chứ con không muốn sống nữa. Thì Pháp Hòa mới nói cái đó đâu phải cách. Nếu mà mình đã sử dụng cái thân của mình 30 năm xấu, mà bây giờ mình tỉnh giác rồi, thì mình phải lợi dụng ngày tháng còn lại mình làm cái gì để cho nó bồi đắp chứ. Đâu phải là trên thế giới này ai thấy mình lỡ làm lỗi rồi cái tự giận chết hết rồi, thì chừng nào mới có những người mà hành thiện. Cho nên khi mình thấy mình đã sai thì mình phải sửa ngay chỗ đó. Vậy thì khi mình có được cái thân tướng tốt để làm gì? Để sử dụng cho nó đúng. Thí dụ như bây giờ các em còn trẻ, có sức khỏe tốt, ngoại hình nhìn đẹp nè, đừng có hủy nó. Còn trẻ mà uống rượu hút thuốc nhiều nó mau già, bởi vì mình làm cho cơ thể mình nó suy nhược. Cho nên á, người ta thường nói những cái điều mà làm giảm tuổi thọ, trong đó có hút thuốc, uống rượu nè, thấy không? Mình ăn chơi quá đáng nè, tức là những cái điều đó nó sẽ làm cho tuổi thọ mình giảm dần. Trong đó cũng có thức khuya. Người đã thức khuya rồi mà còn hút thuốc uống rượu nữa, thì càng thêm bệnh nữa. Cho nên điều thứ hai mà Phật dạy đó, thứ nhất là sanh ở cái chỗ thuận rồi, phải không? Thứ hai là sanh y thuận. Chữ y này có là đi theo. Mình sống ở môi trường tốt, mà thưa đại chúng, cái gì nó cũng có cái liên hệ với nhau. Thí dụ mình sống ở một cái môi trường tốt, ít có giận dữ thì mình ít có la. Ít có la thì con người mình sao nó tươi hơn. Người mà sống mà cái nơi chốn mà lúc nào cũng phải tức tối, giận dữ, sân si, thì tự nhiên cái tướng họ nhăn nhó khó chịu tối ngày. Cho nên mình mà ở một cái môi trường mà chỗ đó người ta hiền hòa dễ chịu đó, tự nhiên con người mình sống nó cũng thoải mái. Nhiều khi mình vô cái chỗ làm đó, một ngày làm có 8 tiếng đồng hồ mà mình ngọt ngạt dữ lắm. Tại vô trong đó rồi, người này không thuận người kia, lúc nào mình sống mình cũng phải phòng thủ. Lúc chính cái phòng thủ đó, tự nhiên con người mình nó không thoải mái. Lúc nào người sống không thoải mái, tức là cái hoàn cảnh không thuận rồi, thì tự nhiên con người ở trong đó nó không thuận theo. Cho nên thí dụ quý vị bước vô cái chỗ nào mà mọi người sống hài hòa vui vẻ với nhau, thấy không khí nó khác lắm. Mà chỗ nào mà nó đang có những cái lục đục với nhau là mình bước vô mình cũng thấy được cái không khí đó. Nó có cái gì đó nó ngọt ngạt. Ai sống cũng dè dặt, phòng chừng. Mà người sống dè dặt phòng chừng thì không thoải mái. Cho nên cái môi trường nó quan trọng. Cho nên tại sao nhà Phật lại chấp nhận cho con nít vô tu khi nó chưa biết gì hết? Có nhiều khi 5 tuổi cũng gửi vô chùa, 7 tuổi cũng gửi vô chùa. Có nhiều người thì nói trời ơi, giống như cái nhà trẻ vậy đó, không? Nhưng mà tại sao Phật giáo lại nhận như vậy? Bởi vì theo quan niệm của Đạo Phật,
là một con người á, nếu nó có cơ hội nó sống ở môi trường tốt từ nhỏ, phải không, thì ít nhiều gì nó cũng hấp thụ cái đó. Cho nên thưa đại chúng, nếu mà mình không có gửi con mình vô chùa đó, vì nó không chịu đi chứ không phải mình không muốn, nhiều khi mình cũng muốn tiễn nó cho rồi. giao thầy đi, nhưng mà nếu nó không chịu đi thì tự trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái hãy biến cái chỗ đó thành một cái môi trường để mà cho con cái nó huân tập cái đó. Quý vị không cần phải như chùa, nhưng mà làm sao cho cái không khí trong gia đình đó, đừng có gây gổ, bớt những sự căng thẳng, vợ chồng đừng có la ó với nhau đó, thì tự nhiên mình tạo cái môi trường đó để cho con nít nó sống ở trong một cái hoàn cảnh. Sở dĩ lớn lên mà tánh tình nó kỳ cục và một phần cũng có mình trong đó, chứ không phải không đâu, tại vì mình đã tạo ra cái môi trường đó. Cho nên vừa đại chúng, một cái đứa nhỏ đó, nó gần mẹ nó cũng lây ít nhiều cái tánh của mẹ, nó gần ba ít nhiều lây cái tánh của ba. Mà hình như trong gia đình nó không bao giờ thấy cha mẹ ngọt ngào, thấy hét không thì nó gặp ai nó cũng hét. Rồi tối ngày gia đình á, coi phim hiền lành không coi đâu, còn là coi chưởng đánh đấm á. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó gặp nhau là nó thủ, nó đấm đánh à. Bây giờ thì Phó Hòa nghĩ cái tình trạng mà coi phim Tàu, phim kiếm hiệp là giảm rồi. Giảm rồi chứ bây giờ là bắt đầu tới ước ác Hàn Quốc không à. Chứ còn chứ còn mà cái thời 80 mấy đó ha, người Việt Nam mình mới qua đó, là không nhà nào mà không có râm mỗi buổi tối. Hôm tới nhà nghe nói chuyện là nhất ban nhị hội tam môn tứ đại phái không à, coi phim kiếm hiệp. Rồi con nít nó cái thời đó đó, cái cỡ Phúc Hòa mới qua bên Mỹ, bên Canada đó, là nhà nào mà coi phim kiếm hiệp là con nít gặp nhau là bắt đầu nó thủ võ. Ta là phái Nga Mỹ, ta là phái này phái kia. Bây giờ cái thời gian đó nó qua rồi, bắt đầu giờ tới phim về phim Hàn Quốc. Bây giờ Hàn Quốc xong rồi tới Ấn Độ. Đại khái là bây giờ tới những cái phim tình cảm. Nhưng mà bây giờ không còn những cái tình, không còn những cái phim kiếm hiệp, là tới cái gì, cái này nó còn nguy hiểm hơn nữa, xã hội đen. Những cái phim nói về xã hội đen á, bắn súng rồi giết người rồi mưu mô theo cái thời đại bây giờ, thế nào trong ít nhiều nó cũng có. Quý vị thấy bây giờ trường học nó vô, nhiều khi một đứa nhỏ nó cầm một cây súng nó bắn. Ở Mỹ nghe hoài, vài ba tháng là có một cái trường hợp là nó stress quá, có đôi khi một người đó chọc giận nó thôi. Chọc giận nó thôi. Thậm chí trong vợ chồng, trong những gia đình, trong những gia đình, quý vị đọc báo quý vị thấy hai vợ chồng gây gỗ, người cha nhào tới đánh mẹ, đứa nhỏ nó nói ba đánh má con gọi cảnh sát. Ông nói mày gọi đi tao bắn. Nhỏ bắt cái phone lên, ông cầm cái súng ông bắn cái đứa con, bắn đứa con mà 5-6 phát mà đứa con không chết. Bà vợ thấy bắn con như vậy chạy tới, ông bắn một phát chết. Thành thử ra quý vị thấy là cái môi trường nó cũng quan trọng lắm. Cái người tu cũng vậy. Nếu một cái người tu mà sống ở trong một cái môi trường mà những người tu hiền lành, dễ chịu, cũng làm cho cái người tu nó dễ thương. Cho nên nếu mà chúng ta là những cái người tu mà biết thương nhau đó, chúng ta phải nên tập mình có một cái tánh hiền lành, dễ chịu, để chúng ta trợ duyên cho những người đồng tu với nhau. Có nhiều khi mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, đi vào chùa mình tu, mình chỉ mong một điều thôi là mình sống ở trong cái tình thương của huynh đệ. Mà đôi khi gặp mình hên quá, gặp những huynh đệ khó chịu, cái gì cũng la, cái gì cũng trách móc, thì tự nhiên nó biến một con người mới tu đó trở nên sợ sệt. Tại vì nói lại thì không dám nói. Thành thử ra cái đó cũng là một cái khổ. Cho nhiều khi á, cha ở nhà cứ hè hò hét đứa nhỏ riết cho nó sợ, nó không dám nói gì hết. Nhưng mà nó sống trong cái gì? Trong cái tự kỷ, trong cái sự là im lặng của nó. Từ từ cái đứa nhỏ trở thành ra trầm cảm nhiều lắm. Trong xã hội bây giờ nhiều lắm. Phó Hòa gặp rất là nhiều em, giống như Phó Hòa đi về thôi mà về là thế nào cũng phải đi thăm mấy đứa đó, hoặc mấy đứa đó lên chùa.
mình phải nói chuyện với nó. Có nhiều em nó tội vô cùng, mình hỏi nó nhìn mình nó không nói gì hết, mà thật sự là mình biết trong lòng nó có nhiều thứ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, những cái điều này chúng ta nghe nó đơn giản, đâu có gì quan trọng, mà thật sự ra nó rất là gần gũi trong cuộc sống của mình. Cái môi trường và con người, môi trường và con người. Thí dụ như mình sanh ra mình có hai cái tay tốt, thì hai bàn tay này mình có thể làm ra rất nhiều thiện sự. Cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu mà ông bà rất là thích: như những cành hoa có thể kết lại một tràng hoa, nơi con người sanh tử này chúng ta có thể làm được rất nhiều thiện sự. Quý vị có tin là ngay nơi con người của chúng ta đây chúng ta làm được rất nhiều điều tốt không? Tin không? Tin. Nếu mà mình không làm được điều tốt, làm gì có ngôi chùa hôm nay chúng ta ngồi đây. Rồi sắp sửa đây chúng ta sẽ làm lễ động thổ, xây dựng một ngôi chùa khang trang, để cho tất cả chúng ta có cơ hội về đó tu tập. Quý vị thấy không? Ở Mỹ này, một số quý Phật tử đáp ứng cái lời kêu gọi Pháp Hòa là cứu trợ cho cái tỉnh Alberta Pháp Hòa bị cháy rừng vừa rồi đó, quý vị có biết không? Đó. Thì quý vị đó lên mạng, lên trên internet thấy thơ Pháp Hòa kêu gọi là đóng góp cứu trợ. Phật tử bên Mỹ không có nhiều, 50%, 50% gửi về để mà giúp. Nhưng mà thật sự khi Pháp Hòa nhận một vài lá thơ như vậy, thì Pháp Hòa thấy rằng thứ nhất là cái tình đồng loại với nhau. Quý vị ở tận bên Mỹ mà đâu mắc mới gì Canada, nhưng mà nghe bên Canada cái vùng đó họ cháy hơn 600 hecta đất. Quý vị biết là nó cháy lớn lắm, một trận cháy chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của tỉnh Alberta. 80.000 người rời khỏi cái thành phố đó, mà cái thành phố đó nó chỉ có một con đường đi ra thôi, trong khi xe đi ra là bên rừng bên này cháy rừng rực. Rồi các vị chúng ta cứu trợ. Vậy thì khi chúng ta có được một cái hoàn cảnh tốt, chúng ta không sống cho mình. Thưa đại chúng, tất cả những cái gì chúng ta có cũng đều tạm hết đó. Nhớ vậy. Ví dụ hôm nay mình đẹp phải không? Nhớ cái đẹp này tạm thôi nha. Hôm nay mình giàu phải không? Tạm thôi. Tại sao? Vì cuộc đời này tạm bợ, ngắn ngủi, có rồi hết. Vì vậy thì cái gì nó thuận lợi cho mình ngay trong đời này, ngay trong giây phút này, chúng ta hưởng và biết chia sẻ. Rồi còn cái gì nó bất trắc, nó đau khổ, nó xảy đến với mình, cái không thuận lợi nó đến với mình á, đừng có lo lắng nhiều. Tại vì nó sẽ không kéo dài bao lâu. Tại vì cuộc đời vô thường. Mà chính cái vô thường cho nên cái người vui thì cũng sẽ có ngày buồn, mà cái người buồn có ngày sẽ vui. Cuộc đời là thay đổi. Cho nên nếu chúng ta quán chiếu và chúng ta thấy nếu chúng ta có nhiều thuận lợi, đừng an hưởng mà phải biết chia sẻ. Chia sẻ để làm chi? Để rồi thứ nhất là mình tạo cái phước, cái thứ hai là mình thấy mình vui, mình có hưởng mà người khác cũng có hưởng, mình vui. Cho nên khi mà ăn cơm á, Pháp Hòa thích á, là không phải một mình ngồi ăn bàn, mình ăn riêng mình, Pháp Hòa không thích vậy. Là khi ăn là tất cả mọi người cùng ăn, ai cũng có ít nhiều về ăn, thậm chí ngồi chung với đất, ăn chung cũng được, không sao hết. Miễn làm sao mọi người chúng ta có được cái buổi ngồi chung với nhau. Thật sự ra ngồi mình thì thiếu nhiều cơ hội, phải không? Ngồi chung như vậy mới hiếm. Cho nên mình trân quý cái thời gian có với nhau. Và Pháp Hòa biết đời trước là Pháp Hòa cũng gặp quý vị, mình cũng đã có đại sự nhân duyên với nhau rồi. Và cái đại sự nhân duyên này là gì? Trong cái tình Phật Pháp, quý vị chưa gieo duyên với Pháp Hòa trực tiếp, nhưng mà đã gieo duyên gián tiếp rồi, qua đường dây Internet. Như vậy thì Internet á, Internet là nó nằm ở trong cái trường hợp nào? Nằm ở trong cái trường hợp là thời kỳ vật chất thuận lợi. Hồi nãy mình nói hai cái thuận lợi là phải không? Sanh thú thuận lợi, sanh y thuận lợi, là những cái hoàn cảnh của mình, đời sống của mình. Cái thứ ba là gì?
Cái thứ ba là thời kỳ và những vật chất thuận lợi. Quý vị thấy bây giờ thuận lợi không? Quá chừng thuận. Bây giờ muốn biết cái gì cứ lên Google. Quý vị nhớ câu thơ Hoàng hay đọc không? Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Muốn biết cái gì vô Google bằng. Rồi quý vị thấy nếu mà không có internet, quý vị biết thầy Pháp Hòa là ai không? Chắc cũng biết mà hiếm lắm. Có những vị không hề biết Pháp Hòa mà cũng chẳng ai giới thiệu, buồn quá lang thang trên internet để kiếm này kia đọc, kiếm này kia coi. Tự nhiên thấy tên của ông thầy này và một cái đề tài gì cũng ngộ ngộ, rồi bấm vô coi. Okay, kết với cái đó. Duyên nó đến thì giờ là kết gì? Kết duyên. Như vậy thì quý vị thấy rồi, quý vị bây giờ quý vị mình thấy ha. Mình muốn ở đây xứ này ha. Mùa hè có quần áo mùa hè, mùa đông có quần áo mùa đông, mùa thu có quần áo mùa thu, mùa xuân có quần áo mùa xuân. Rồi thậm chí hồi xưa mấy chục năm trước không có điện thoại cầm tay, rồi cái từ từ có cái pager đó, nó kêu bíp 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 vậy, mình nhìn có số ai mình đi kiếm phone mình gọi. Từ những cái đơn giản như vậy riết dần ra tới có cái cell phone mà bây giờ loại thượng hạng nữa, không? iPhone, mà phải iPhone 6 chưa đủ rồi, plus vài bữa nữa 7 rồi 8 10, vân vân. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, bây giờ quý vị muốn ăn gì chạy ra Costco cũng có. Nói chung là trong cuộc sống, nói về cái mặt vật chất, nói về mặt vật chất ở xứ Mỹ này không có thiếu gì à, hầu như là không thiếu gì hết. Bây giờ cái quan trọng là chúng ta làm sao để chúng ta biết sử dụng cái phước đó. Tuy rằng á, rất là nhiều ngoài chợ chúng ta có thể mua, nhưng mà nhớ không phung phí. Mà phung phí tức là mình tổn giảm cái phước báo của mình. Cho nên mình có phước á, mình được sanh ở môi trường tốt nè, được có thân hình tốt nè, không? Rồi được đi học nè, được biết chữ nè, rồi nói chung là đời sống vật chất, ăn uống quần áo tốt. Ở đây á, sắp sửa hết cái mùa hè, bắt đầu nó on sale. Nó sale 75%, chưa đủ nữa, mai mốt nó sale 50% của 75% đó nữa. Thành ra nhiều khi món hàng cả trăm đồng ra mua đâu còn có, không bao nhiêu tiền. Có phải không? Pháp Hòa từng mua đồ sale ở đây mà. Hồi mấy chú tiểu còn nhỏ đó, Pháp Hòa có dịp đi qua đây mấy lần. Rồi mà mấy chú bên đó là mùa đông mà cần những cái đồ mùa đông, mà ở bên này rất là rẻ. Nhiều khi Pháp Hòa qua đây rồi qua đem cả thùng vớ này những cái đồ mùa đông, mà thật ra tính tiền đó, nó cho mình biết luôn. Bữa nay á, anh save được 400 đồng 500 đồng trong cái bill nó ghi rõ, mà mình trả có 100 mấy chục vậy. Thành thử ra mình mới thấy á, là nếu mà chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái phước là sống ở một cái hoàn cảnh, một cái môi trường mà điều kiện phát triển. Quý vị thấy con nít ở đây 2 tuổi thôi, vậy mà nó biết xài tivi hết trơn. Cái iPad đưa nó bấm còn hơn mình nữa. Bây giờ mà đưa cái iPad Pháp Hòa, không biết nó nằm ai nằm đâu mà Pháp nằm đâu. Bây giờ mà đưa cái máy chụp hình cho Pháp Hòa là Hòa chịu. Tại vì lâu hầu như Pháp Hòa không có xài máy chụp hình. Và bây giờ quý vị đưa cái máy chụp hình kêu chụp là bấm lúc nào biết bấm, mà coi sao không biết. Nhưng mà con nít ở đây Pháp Hòa thấy chừng 2 tuổi thôi, kêu nó lại bấm tivi là nó biết. Mà bây giờ đặc biệt nữa là game gì nó cũng biết. Hay vậy. Cái game gì nó cũng biết. À, mình nói như vậy không có mình khen nó, nhưng mà mình thấy rằng ở đây cái đời sống nó quá tốt. Cho nên Đức Phật nói, Đức Phật đôi khi con người mình cứ than khổ, nhưng mà Đức Phật sẽ chỉ chúng ta rằng ở trong cái khổ chúng ta còn có những điều kiện hơn những cái loài khác, hay những cái sắc tộc, những cái giống nhân khác mà người ta sanh ở những cái nơi còn thấp kém hơn mình, ta đang sống ở trong một hoàn cảnh còn khổ hơn mình. Nhưng mà không khéo á, chỗ này kho tù. Ở trong tám nạn, nếu mà gặp cái nạn sanh ở cõi trời khó tu lắm. Cho nên có hai chỗ rất khó tu, một là địa ngục, hai là thiên đường. Tại sao? Thiên đường sướng quá không tu.
mà địa ngục khổ quá tu gì. Pháp Hòa ví dụ như á, Pháp Hòa ví dụ như là bây giờ mình sanh ở một cái gia đình đó, ta đói meo, ta cơm ta hai bữa ta không đủ no, mà mình tới mình nói bác con muốn vô con ngồi con nói chuyện đạo với bác được không, nói trời ơi tôi đói sắp chết rồi nè, phải không à. Cái bây giờ tôi đang đói chết nè, ai lo tôi mà tôi lo tôi tu. Cái đó là cái sự thật. Mình không có thể mình đem cái mình không có thể đem giảng đạo cho cái người ta đang đói khổ được. Người ta no người ta mới nghe pháp được. Mà nó khổ một cái no quá cái nó buồn ngủ. No quá thì lại nghe cơ pháp nói. Chờ quý vị thấy không? Ta ví dụ vậy để mình thấy nội cái chuyện no quá thôi hay là đói quá chứ chưa nói là sướng quá và khổ quá. Chưa nói. Nói cái đơn giản thôi. Rồi bây giờ mình nói ra nè, một con người mà quen biết bạn bè nhiều quá, tuần nào cũng được mời đi party hết, người đó đi muốn đi chùa tu học dễ khó? Khó lắm. Tuần rồi đi ăn sinh nhật con bà kia mà tuần này không đi ăn sinh nhật con tôi dẫn á. Rồi bây giờ tuần nào mà tổ chức tu học nghe pháp cái trời ơi bây giờ khó tính quá. Có nhiều khi sẹt vô thầy con xin thăm thầy cái, bắt tay thầy cái, chụp hình cái con phải đi bạc ti. Cho nên mình quen biết nhiều, bạn bè nhiều, bạc ti nhiều, cũng chắc gì mình có cái phương tiện để mình gọi là mình tiến tu đâu. Đó, nói nhiều thôi rồi đại chúng sẽ thấy được giữa cái sung đó, cái sung sướng này gọi là sung sướng cõi người thôi đó, mà mình còn khó tu như vậy thì quý vị tưởng lên sung sướng cõi trời còn khó tu dữ nữa. Ở xứ này đó nha, xứ này mà người nào muốn đẹp đó là phải trang điểm, đàn ông cũng phải làm, đàn bà cũng phải làm, còn cõi trời khỏi, tiên nam tiên nữ đẹp giống nhau, thành thử ra nhìn người nào cũng hấp dẫn, cũng khó tù lắm. À, cõi này còn có ôi cô đó không đẹp, anh kia không đẹp, mình còn phân trần được. Cho nên á, ba điều là phải không, sanh ở thuận, thuận theo cái tướng của mình. Và cái thứ ba là gì? Thời kỳ thuận lợi. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận ra thuận lợi để làm gì á, khó lắm. Pháp Hòa nói ví dụ á, bản thân Pháp Hòa bây giờ á, mình xài cái gì cũng bằng computer. Muốn đánh một cái thơ, muốn viết bất cứ cái gì, cứ lên cái computer là mình viết. Quý vị biết bây giờ mà cầm cái viết mà viết một lá thơ đó, nó mỏi tay chịu không nổi. Không biết có ai ở đây bị không? Không phải là mình sang trọng gì, nhưng mà bởi vì mình cái gì nó cũng thuận lợi quá đó. Cứ hãy cần cái gì, thậm chí cần viết cái địa chỉ cũng chạy vô máy bấm bấm cái in ra cái rồi dán lên thùng xong cái địa chỉ. Muốn làm cái gì rồi bây giờ á, phone kiếm không được phải không? Cầm chân không được phải không? Cầm tay gửi cái message qua cho cái người đó rồi cũng phải bấm. Đó, cho nên mình mới thấy rằng khi mà chúng ta thuận quá, lợi quá, mà chúng ta không biết thuận lợi để làm gì, mà chúng ta lợi dụng cái điều kiện thuận lợi đó mà chúng ta không biết tạo cái phước thêm cũng được. Cho nên nhiều khi á, cho nên đại chúng là đi đâu Pháp Hòa cũng có một cuốn tập. Và nhiều khi lên ngồi phi trường hay lúc nào là cần gì đó mình ngồi mình viết, đôi khi cũng không thể xài cái computer đó. Tập viết cho nó quen là một, cái thứ hai đó mình viết nó mới nhớ dai. Thường thường cái gì mình chính đích thân mình viết xuống mình mới nhớ, đôi khi vậy mà còn quên nữa, chứ đừng nói là à. Rồi quý vị thấy bây giờ ở đây bước ra cái có xe, bước ra có xe như giờ mình không muốn đi bộ nữa, mặc dù mình nói mình muốn có cái eo đẹp. Muốn có cái eo đẹp thì bỏ tiền đi vô trong mấy cái chỗ gym tập. Nhưng mà đậu xe là lái ngang lái 5 vòng 7 lượt giỏi kiếm gì, kiếm chỗ đậu xe. Mà đằng kia có không, không chỗ nào gần gần hết. Có đôi khi sẵn sàng đứng chờ 3 phút 5 phút để đợi chiếc xe kia nó ra. Rồi mình vô đó mình đậu. Mà nếu mình vừa quẹo vô chỗ nào mà nó có trống liêu một chỗ đậu vô mà mình mừng, trời ơi Phật độ quá trời quá đó. Mình lại khen là Phật độ mình đó. Bây giờ cái thời kỳ như vậy nó cũng có cái hay nè.
Pháp Hòa thưa đại chúng, ví dụ như mình ở đây á, nếu mà không có những cái mạng truyền hình tivi á, sóng thần bên Nhật sao mình biết, động đất bên Nepal sao mình biết, những cái thiên tai khắp nơi sao mình biết, mà gần nhất là cá chết ở Việt Nam sao mình biết. Nhờ biết vậy mới đi mua nước mắm quá trời phải không? Nhà nào giờ về khám xét ra không có gì cho nước mắm một hai thùng rồi. Thưa đại chúng, mà khi mà nó thuận lợi như vậy, nó cho, nó cung ứng cho chúng ta những cái tin tức thiên tai bão lụt khắp nơi để làm gì? Thứ nhất là để chúng ta có được cơ hội phát triển cái lòng từ bi, phát triển cái đạo đức. Nếu mà không có internet đưa những cái bài giảng cho chúng ta nghe lên mạng, rồi chúng ta không nghe được thì chúng ta cũng khó tu tập, cũng khó tu tập. Vì vậy cho nên á, mình mới thấy cái điều kiện thuận lợi của một xã hội mà khi nó văn minh, nó tiến bộ thì chúng ta được hưởng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ là những cái đó chúng ta hưởng như thế nào để cái phước mình nó tiếp tục, nó sống. Nếu không thì nó uổng đi. Bây giờ có nhiều nơi người ta đã đề nghị là mai mốt không có in kinh nữa. Mai mốt là mỗi chánh điện làm hai cái screen, làm hai cái tivi thật lớn, rồi Phật tử cứ ngồi dưới ngó lên đó coi kinh hồi tụng hết lật. Thì thứ nhất là mình không có tốn cây, tại vì mỗi lần mình in kinh sách là mình phải đốn cây, đốn gỗ, rồi mới biến chế ra thành giấy, phải không? Rồi như vậy thì bây giờ cái môi trường của chúng ta càng ngày càng dở, quá nhiều những cái pollution, tức là những cái ô nhiễm môi trường, cho nên người ta đang suy nghĩ. Không? Cho nên quý vị biết đó là cái trường hợp mà mình dâng cái sớ á, quý vị biết không, dâng cái sớ rồi đem đốt đó, bây giờ người ta cũng miễn cái đó nhiều lắm rồi. Mà thật sự là cái lá sớ mà đem đốt đó, đó là chúng ta theo cái truyền thống của người Trung Hoa ngày xưa mà không phải của đạo Phật. Ngày xưa là người ta sống vào một cái thời phong kiến, không có được trực tiếp gặp vua, cho nên muốn xin xỏ cái gì là viết một lá thơ gửi về triều đình qua một hình thức lá sớ, rồi gửi lên rồi ông quan mới đem vô cho ông vua, cho nên ông vua mới có cái giờ gọi là duyệt tấu chương đó. Duyệt cái tấu chương tức là ông đọc thơ mọi nơi người ta gửi về để mà ông kịp thời ông lo cho đất nước. Còn bây giờ là muốn cái gì người ta gửi email không à. Bây giờ thậm chí những cơ quan chính phủ mình có, người ta cũng không cần cái original bao nhiêu hết, cũng có nhưng mà ít lắm. Những cái gì mà gọi là không đến nỗi nào, người ta có thể chấp nhận một cái bản, một cái application, một cái đơn xin qua một cái email cũng được. Cho nên chúng ta có môi trường thuận lợi, chúng ta hãy dùng cái môi trường đó bằng cách nào để nó bớt đi những cái tổn giảm, và đồng thời nó giúp cho mình phát triển được cái thiện lợi. Có nhiều khi người ta thuận lợi quá, người ta nghĩ ra cái cách làm sao người ta gửi một cái virus vào trong một cái email của ai đó để phá hủy những cái chương trình của người đó. Cái đó là người ta tạo nghiệp, ta lợi dụng những cái phương tiện quá tốt để làm những cái điều xấu. Còn người Phật tử chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác, thì chúng ta lợi dụng cái cơ hội đó để chúng ta làm những điều thiện. Ví dụ như là trường hợp những cái bài giảng là một cái ví dụ rất gần gũi. Bây giờ quý vị không có qua về Việt Nam quý vị dự những cái lễ được, chứ mà sao bên Việt Nam lễ xong rồi người ta bỏ lên mạng cái là quý vị dự rồi đó. Quý vị được tham dự lễ Phật Đản, lễ Vu Lan hay lễ khánh thành gì của một ngôi chùa ở bên Việt Nam. Rồi ngược lại, quý vị chưa bao giờ tới chùa Trúc Lâm, chỗ Pháp Hòa ở bên Canada, nhưng mà quý vị đã tới rồi. Quý vị đã biết cái chánh điện đó ra làm sao, quý vị cái sinh hoạt đó ra làm sao. Cho nên mình mới biết là cái thời kỳ thuận lợi vật chất, thời thái bình thịnh trị, thời tiết vật thực. Quý vị thấy bây giờ á, có những cái món ăn á to bự lắm, mít nè, những cái trái cây mà giờ người ta nói cái đó ta khám phá ra nó cũng có những cái hóa chất. Thịt cá bây giờ cũng có hóa chất, mình ăn vô mình biết liền dị ứng. Ăn vô dị ứng, ở Việt Nam làm gì có chuyện dị ứng, mà giờ qua đây có người dị ứng tôm,
dị ứng trái cây này, dị ứng rau kia, dị ứng thời tiết, dị ứng cây cỏ. Hồi Việt Nam bụi muốn chết, có bệnh hoạn gì đâu. Mà giờ qua đây bụi chút rồi bắt đầu nhảy mũi, mà ở Việt Nam là ngủ với bụi, ăn bụi, kêu là nằm bụi, ăn bụi, ngủ bờ và ngủ bụi, có bệnh hoạn gì đâu. Mà qua đây nằm giường nệm không, bây giờ bắt đầu sanh bệnh bụi. Cho nên có những cái thời kỳ thuận lợi như vậy để chúng ta phát triển được cái đạo đức của mình. Ở đây là mình thấy những cái xứ ta nghèo vậy đó, cho nên mình coi được tivi, mình thấy, mình giúp đỡ. Rồi cái cuối cùng là gì? Hành vi thuận lợi. Hành vi là gì? Tức là những sinh hoạt, những cái việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, làm sao mà nó tất cả cái đó nó từ những cái tâm niệm tốt của chúng ta nó sinh. Có một cái bài thơ nhỏ ghi như thế này: vai mang hai túi vải, một nhỏ và một to. Túi nhỏ là để nhận, túi lớn là để cho. Dễ học không? Vai mang hai túi vải, một nhỏ và một to. Túi nhỏ là để nhận, túi lớn là để cho. Vì khi mình biết rằng cái cần, cái mình cầu người ta đáp ứng lại cho mình ít thôi, mà cái lòng mình mở rộng cho tất cả mọi người, nó khỏe. Đó là hành vi. Tại vì trong cái cuộc sống này, nếu mình sống mà mình có được cái đó tốt. Ở đây mấy cái tiệm bán họ hay để một cái hộp nhỏ nhỏ để mình bỏ tiền sen, mà nếu mình được thối đó, tiền dư 5 sen, 10 sen mình bỏ vào đó. Bỏ vào đó để làm chi? Ai tới đó mua, thậm chí mình trong đó nữa, thiếu 5-3 sen mình không có, mình có thể lấy cái tiền đó mình trả, phải không? Đó là một hình thức gieo duyên với nhau. Một cái hình thức mà mình, chúng ta sống mà chúng ta cho lớn chưa được, người nhỏ nhỏ cho được, kêu gọi. Còn ở bên, nếu mà nhầm cái xứ mà nghèo quá đó ha, nó sẽ làm sao? Nó giả bộ nó thả xuống sâu sâu chút, cái nó lùa hết cái đó vô, nó để đồng lại thôi. Tại cái môi trường, vì cái hoàn cảnh, cái môi trường. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, Pháp Hòa có cái tật thương người. Nhà giặt quần áo phơi ở phía sau, rồi có cái người đó đi tới, nói: trời ơi, em ơi em, con ơi con, bác đi đường ngang ở đây mà bác cần đi vệ sinh quá, mà ở đây không có chỗ nào co được hết, cho bác đi được giờ được không? Dạ dạ, bác cứ vô phía sau nhà con bác đi. Bà đi xong lát mình ra nhà mình, nó quần áo mình phơi sạch hết trơn. Chiều đi ra chợ trời á, thấy quần áo của nhà mình nằm ngoài chợ trời. Cái kiểu mà nghèo quá đó, quý vị biết không? Ở bên chỗ Pháp Hòa đó, cũng là cái chùa Trúc Lâm là ngay phố, thì cái người da đỏ đó, tức là dân bản xứ ở đó đó, họ nghèo mà họ được tiền chính phủ trợ cấp, nhưng mà họ ăn chơi cho ăn xài trong 2 tuần à. Rồi 2 tuần lễ sau là họ đói, rồi họ đi lục lạo, họ ăn cắp vặt tủ thứ ấy. Chùa mình mới dọn về đó đâu có biết, mở cửa thoải mái tự do, thế là họ cũng vô, họ khiêng đồ của mình thoải mái và tự do. Mới đây thôi chứ không đâu, mới đây thôi Phật tử cho Pháp Hoàng đôi giày, mà Pháp Hoàng thích cái đôi giày đó là vì nó nhẹ, mang nó khỏe cái chân mình đi rất là nhiều. Quý vị biết mà, đi nhiều mà được cái đôi giày mà nó nhẹ cái chân là mình thích lắm. Mới mang đâu được có 2 ngày mà khởi cái tâm thích đó. Khởi cái tâm thích đó. Chứ mấy đôi giày trước thì mình mang đâu có khởi tâm thích nữa đâu. Nó còn nguyên. Cái đôi này mình mang, thôi cái đôi này sướng quá, mình mang nó vừa chân mình mà nó nhẹ cái chân, khỏe quá, đi phi trường ngồi lâu mình cũng mệt. À, bữa khác vô mất tiêu. Cho nên thưa đại chúng là khi mình ở một cái môi trường, một cái hành vi, khi mình sống á, ở trong một cái môi trường tốt như vậy nè, thì mình phải tự cải đổi cái hành vi của mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Quý vị thấy cái người Mỹ á, họ gặp mình ở ngoài đường á, thì thường là đa số là hello mình tiếng, quen không biết không cần quét. Mình đi vô cái cầu thang máy á,
Họ thấy mình đi tới, họ bấm, họ chờ mình. Bước vô trong họ hỏi mình muốn bấm lầu mấy, họ bấm luôn cho mình. Nếu họ đi tới trước mình cửa, họ sẽ mở cửa, họ chờ mình vô. Có phải không? Nói chung là những cái đó tuy nó không có gì, nhưng mà thật sự đều là những hành vi tốt. Họ đi ngang, họ thấy mình lăn xăng một nhóm muốn chụp hình. Nhiều khi họ còn chạy tới, họ nói mình có cần họ chụp giùm không? Sẵn sàng đưa máy cho họ chụp. Chứ ở một cái quốc độ nào mà con người nghèo quá, dạ cảm ơn, em tự chụp. Tại sao? Tại vì mình sợ đưa cái máy rồi nó chạy luôn. Phải không? Thành thử thưa đại chúng á, mình phải có cái cơ hội tu thiền. Bây giờ Pháp Hòa trở lại nói tu thiền. Quý vị cứ nghe người ta nói tu thiền mà quý vị thiền, quý vị tưởng đâu là ngồi trên cái gối ngồi mấy tiếng đồng hồ một ngày chưa tu thiền. Ngồi thiền nó chỉ là một phần nhỏ trong cái pháp tu thiền. Phải tu thiền làm sao? Thiền ở trong mọi cái hoàn cảnh trong cuộc sống của mình. Ví dụ như á, ví dụ mình đi chợ. Mình đi chợ rồi mình thấy mình là có cái tật, thấy người ta sắp sửa tới chỗ sắp hàng, cái mình đi nhanh hơn để mình hơn họ một chút, mình tính tiền trước họ. Trời ơi, mà con mình nó chậm chạp, mình đi sau họ một cái, đi chậm quá thấy không, bà này bà đi trước mình thấy chưa. À, mình la đứa nhỏ, mà lúc đó mình quên thiền. Nếu mình dừng thiền lại cái mình nói thôi kệ, mình hơn có người chi, mình cũng đứng sắp hàng cả đống. Thành thử mình nhường được cho một người, cái tự nhiên cái tâm tư mình nó khác liền, nó nhẹ liền, ăn thua cách mình quán. Rồi cái thứ hai nữa đó, trong cuộc sống này á, ở cái xứ này vật giá gì á, người ta bán người ta để giá hết rồi, người ta có để giá hết rồi, mình thích thì mình mua, không có kiểu như Việt Nam mình đem lại trả giá này mẻ một chút bớt được không, rau này hư quá mà sao bán mắc vậy, rồi mình gom lại 5 bó 1 đồng được không, mình trả giá thế này thế kia. Bây giờ mình làm sao á, trong cái hành vi sống của mình biết mỗi ngày mình đang có nhiều cái điều kiện thuận lợi tốt, nhẹ nhàng mấy cái đó, thì tự nhiên cái cuộc sống mình á, nó có cái phần tu tập. Thiền ở đâu? Thiền ở trong mọi cái hoàn cảnh của mình quán chiếu. Không phải chỉ ngồi ở trên tọa cụ Bồ Đề. Pháp Hòa hay đùa, cái đó là thiền ngồi. Còn mình phải làm sao thiền ở trong cái tư duy, cái suy nghĩ của mình. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu như thế này: vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Cái phẩm đó là phẩm an lạc. An lạc nghĩa là chúng ta biết quán chiếu. Bây giờ mình khổ phải không? Đọc tiếp. Tuy rằng tôi có khổ, nhưng so khổ của tôi, nhiều người khổ còn hơn. Hay là mình nói rằng á, so với cái bầu mênh mông của vũ trụ thì nỗi buồn của mình chỉ là hạt cát có ra chi. Mình khổ nhưng mà khổ ở nước Mỹ đỡ hơn khổ ở những cái quốc gia nghèo khổ. Ví dụ như ở những cái vùng quê nghèo khổ của Việt Nam mình, ta khổ hơn mình. Chồng nhậu, con hút, việc làm không có, nợ nần nó đeo, nhà cửa ở lụp xụp, khổ vô cùng. Vật chất cũng khổ, đời sống cũng khổ, người thân mình cũng làm khổ mình. Chính vì những cái hoàn cảnh như vậy cho nên làm con người sao? Già cỗi, bởi vì họ lo lắng, họ suy tư đủ thứ hết. Còn bây giờ mình sống trong cái môi trường này, mình khác hơn, tốt hơn. Cho nên á, bây giờ Pháp Hòa tóm lại 4 điều Phật dạy trong kinh. Thứ nhất là mình sanh ở hoàn cảnh tốt. Thứ hai là chính bản thân con người mình, đời sống mình tốt, thân thể mình khỏe mạnh, có được thân tướng tốt, vật chất hoàn cảnh cũng tốt, đời sống môi trường hoàn cảnh tốt.
Rồi cái cuối cùng mà chúng ta cần phải có, đó là hành vi chúng ta phải tốt. Hành vi này là lời nói, suy nghĩ của mình, hành động của mình. Thưa đại chúng, ngồi thiền nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, ăn chay nè, bố thí nè, nó là một phần của tu, không thể bỏ nó. Nhưng đừng nghĩ đó là tu, nó chỉ một phần thôi. Cái phần chính yếu của tu hành là gì? Chuyển hóa ba thứ. Một là tâm phải trong sạch, hai là phải ráng làm lành, ba cái điều xấu dở đừng làm. Tất cả những điều Phật dạy nó nằm gọn trong ba câu đó thôi. Đừng làm ác, ráng làm lành, giữ tâm trong sạch. Đạo đức nhà Phật nằm trong ba câu đó thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đại chúng cứ suy nghĩ, có cần phải là một người đạo Phật để lánh ác làm lành, giữ tâm trong sạch không? Có cần phải là người đạo Phật không? Đâu cần. Bất cứ ai trên thế giới này cũng cần phải làm điều đó. Mà nếu chúng ta làm điều đó thì tự nhiên thế giới này hòa bình. Và cái ý niệm là cầu nguyện cho hòa bình đó, nó có thể thực hiện được. Lúc nào chúng ta nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nếu chúng ta không thấy rằng chúng ta đã có cái thuận lợi rồi, chúng ta hãy nên phát triển cái thiện nghiệp này bằng cách là chia sẻ với người khác, bớt những sự đòi hỏi, thì tự nhiên chúng ta có an lạc. Bây giờ thế giới hòa bình làm sao có được nếu chúng ta cứ tranh giành hoài? Chúng sanh an lạc, chúng sanh là ai? Là những người chúng ta đang sống với nhau đây. Bộ mình tưởng đâu là đi tới cái chỗ đông mới an lạc, bây giờ trong gia đình mình có an lạc chưa? Nếu gia đình mình, vợ chồng con cái mình sống có an lạc, đó là chúng sanh an lạc. Chúng sanh là gì? Là những người chung nhau mà sống. Mà chung nhau mà sống mà làm sao tạo những cái thuận lợi cho nhau. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình đi làm về mình thấy một cái xinh chén, một lát vợ về nó không có thuận lợi trong việc nấu ăn, cái xinh chén đó làm sao mà rửa rau, làm sao làm thức ăn. Khi nào cái xinh chén nó rửa sạch, nó mới trống cái chỗ để người ta làm việc được. Chỉ cần mình chịu khó mình dẹp cái đó thôi, thuận lợi, đã ăn lát chúng sanh vàng lạc rồi. Cho nên thí dụ bây giờ quý vị vô bếp, quý vị thấy chật quá, cái quý vị nói thôi bây giờ quý vị ở đây chật quá, tôi làm không có thuận lợi gì hết, thôi bây giờ lên trên kia bớt đi ra cho tôi làm việc thuận lợi. Đó, thì bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng cái chữ thuận lợi đó là sao? Là những cái gì chúng ta có thể cất dẹp bớt được thì tự nhiên nó sẽ thuận lợi. Mình đi về mình thấy chỗ nào nó bê bối, bừa bãi. Mà cái con người mà nhìn chỗ nào bê bối, bừa bãi thì hay bực bội. Thì bây giờ mình giúp cho cái người đó, mình dọn dẹp chỗ đó cho nó thông, cái lát cái mọi việc nó thuận và nó lợi. Cho nên cái việc thuận lợi là chúng ta đang sống trong nó. Ví dụ như quý vị ngồi đây nóng không? Nóng. Nhưng mà vẫn còn khỏe hơn nếu mà bây giờ chúng ta ra sân ngồi. Cho nên ngồi đây thuận lợi hơn kia. Mình đi cái con đường á, quý vị thấy á, cái máy GPS á, nó chỉ đường á, đôi khi nó chỉ á, nó còn lâu hơn là mình biết đường mình đi nữa. Nhưng mà không có nó mình không yên tâm. Có nó tuy nó chỉ lòng vòng vậy đó mà mình yên tâm mình theo nó. Mà nhiều khi mình lạc mình cũng vui nữa. Tại vì mình bấm được cái này. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta thiền như thế này nè. Chúng ta thấy bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta đang sống đều là những hoàn cảnh khá tốt. Cho nên thật sự chúng ta không có nghèo. Chúng ta không có nghèo. Nếu chúng ta biết đủ là chúng ta giàu mãi mãi. Sở dĩ chúng ta nghèo là vì chúng ta không bao giờ biết đủ. Có nhiều Phật tử hôm nay lấy một ngày nghỉ hay là hai ngày nghỉ, hai ngày cuối tuần để làm nhiều tiền lắm chứ. Nhưng mà nó thôi, đi làm hoài cũng nhiêu đó, thêm được ngày thì thêm ít tiền, nhưng mà ngày hôm nay lấy một ngày hai ngày nghỉ để về chùa, ở chùa sinh hoạt, tụng kinh, nghe pháp. Tức là chúng ta biết đủ thì tự nhiên nó đủ. Trong kinh Pháp Cú có câu như thế này:
không bệnh lợi tối thượng. Không có bệnh là lợi tối thượng nghe. Biết đủ là tiền tối thượng. Nhiều người nhiều tiền là người biết đủ. Biết đủ tiền tối thượng. Thành tín đối với nhau là bà con tối thượng. Niết bàn lạc tối thượng. Niết bàn là gì? Là khi con người không còn sanh khởi những cái gì mong muốn. Sống bình an là niết bàn. Cho nên quý vị không cần chết để mà chờ lên niết bàn. Niết bàn là ngay trong cuộc sống của chúng ta đây. Thường thường người ta nói là niết bàn là tịch diệt. Tịch diệt tức là cái chỗ đó vắng lặng hoàn toàn. Thí dụ ha, sau một ngày làm việc mỏi mệt, tất cả mọi việc xong xuôi, quý vị được vô trong phòng, quý vị nằm xuống, quý vị thấy khỏe không? Ôi chà, lúc đó nói sao? Niết bàn lạc tối thượng. Niết bàn là vậy đó. Niết bàn là cái trạng thái là khi nào mình không còn vướng bận cái gì nữa hết. Trong tâm mình bình an vô cùng là niết bàn. Mình đi máy bay á, sợ nó rớt lắm. Bởi vì lát đó, nó nhồi kiểu này, lát nó đảo kiểu kia. Trời ơi, nhiều khi mình cũng ớn lắm chứ. Thí dụ vậy đi ha. Khi nào mà nó đáp xuống được dưới đất rồi, cái nó nói trời, mình thở một cái phào, mình thấy vậy. Máy bay đáp lạc tối thượng. Nhưng mà khi mà nó còn lơ lửng ở trên, mình không biết nó sẽ đi về đâu. Cho nên trong khi mà mình sống, mình có thể buông xả được, đó là niết bàn. Cho nên có nhiều người ta thắc mắc hỏi niết bàn là gì, niết bàn ở đâu? Niết bàn là gì, niết bàn ở đâu? Niết bàn ở đó, ở cái chỗ mà khi mình không còn vương vấn gì trong lòng. Bây giờ cuối cùng và kể quý vị nghe câu chuyện. Có một cái cô đó, cổ lên cổ than với một thầy. Thầy ơi con khổ quá thầy ơi, thầy kiếm cách thầy cứu con. Thầy ơi con khổ quá. Thầy nói thôi chuyện đâu còn có đó, để thầy mời cô ly trà. Thì cổ mới cầm cái ly lên, cổ nhờ thầy rót trà. Cái thầy rót mà cổ cứ đứng, cổ không cần biết thầy đang nói cái gì. Cổ cứ việc để thầy rót trà mà miệng của cổ vẫn cứ nói thầy phải cứu con, kỳ này thầy phải cứu con. Thầy rót riết cái nó trào nước ra mà cổ cũng cứ nói, cổ không có quan tâm gì hết. Tới hồi nóng quá cổ buông. Cổ buông. Thầy hỏi tại sao buông vậy con? Nó tại nóng quá. Thầy nói à cũng vậy đó. Khi nào mà khổ, khổ hết còn chỗ khổ cái tự buông. Giờ khuyên không được. Có một cái ông đó, ông đang đi một cái triền núi, trật chân cái ông té xuống cái mé núi đó. May phước cái ông chụp được sợi dây. Thì trong khi mà ông nắm sợi dây, cái ông nói mô Phật, Phật cứu con, Phật cứu con. Cái Phật ở đâu? Phật xuất hiện. Phật nói đưa tay đây. Nó dạ con không dám buông, buông con rớt. Nói ông không buông sao tôi kéo ông lên được. Mà thưa đại chúng quý vị nhớ nè, nếu mà trong tay mình còn cầm thì mãi mãi mình có một rồi. Nhưng mà nếu mình thả cái này xuống thì tay này mình có thể nắm cái khác. Thấy được cái chuyện đó không? Cái gì cũng vậy. Cái gì mình nếu mình bỏ được, mình buông xuống được thì tâm mình nó nhẹ rồi mình tiếp nhận cái khác. Còn mình chấp trước, mình ôm ấp cái đó hoài thì đây, cứ nắm hoài. Thí dụ giờ nắm một cây viết không buông ra được thì mãi mãi mình chỉ có cây viết. Còn nếu mình bỏ được cây viết xuống, cầm được cái bao thơ tiền. Ví dụ vậy đó. À, tôi tiếc cái tiếc cái viết, cầm cái viết chạy xài chơi à, chứ còn không thể nắm được cái khác. Cho nên á, rồi trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi á, có những cái khổ mà nó đến tột cùng rồi tự nhiên mình cũng phải buông. Thí dụ có những cái mình nắm không được thì buông chứ biết làm sao giờ. Cái người mà người ta bỏ mình á, mình phải chấp nhận. Không phải là người ta xấu, nhưng mà người ta giúp cho mình thấy được một cái bài học để mình đi lên. Tại vì hết duyên với mình thì người ta đi, miễn cưỡng sao được. Cho nên khi mà mình còn chấp, tức là mình còn nắm đó, chữ chấp nghĩa là nắm, mà mình nắm thì mình khổ. Tại vì cái đó không giữ được. Ví dụ quý vị cầm một cái gì đó mà quý vị biết đây là rác mà cầm hoài không biết có chỗ dùng, mà bỏ xuống đó được thì nó khỏe thôi. Cho nên trong cuộc sống là ở cái chỗ là chúng ta biết buông hay chúng ta biết, hay chúng ta muốn giữ. Bây giờ qua cái bài kinh này, Đức Phật dạy bốn điều rồi chúng ta quán chiếu. Chúng ta thấy rằng trong muôn ngàn cái khổ của chúng sanh,
mình còn vớt vát được bốn cái này, cũng còn sống được môi trường tốt một chút, thân thể mình cũng còn khỏe khỏe được một chút, à, ít ra mình không có gì nhưng mà cũng còn cái cell phone. Quý vị thấy Pháp Hòa hay chọc đó, Pháp Hòa nói là thế giới này bây giờ nằm trong bàn tay của mình đó, nằm trong lòng bàn tay mình đó. Hồi đó mình hay nói vậy đó, đừng có tưởng gì tôi muốn biết nha, tất cả nằm trong lòng bàn tay tôi đó, mà bây giờ nó thành hiện thực rồi đó. Muốn biết cái gì dở cái phone ra bấm là nó nằm trong lòng bàn tay mình đó. Thì thôi, thì đó là bốn điều Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Mong tất cả chúng ta hãy lấy cái tư duy của mình quán chiếu để chúng ta thấy rằng chúng ta có nhiều cái thuận lợi rất là tốt. Cái điều quan trọng là chúng ta biết chấp, biết nhận ra cái thuận lợi đó để chúng ta vui vẻ, an vui và sống với nó. Và đồng thời phải phát triển tiếp tục cái thiện nghiệp của chúng ta, có mà đừng hưởng một mình. Và chúng ta phải biết chia sẻ. Có thì giờ nên chia sẻ, phải không? Người ta hay nói à, nếu mà cái ngày đó nếu chị có rảnh, chị cho xin chút thời giờ đến giúp tôi việc này. Lúc nào mình cũng xin người ta, dư cái đó chúng ta cho người ta cho. Đó. Thành thử ra đừng có nghĩ rằng á, mình không làm được việc thiện. Làm được, với điều kiện là chúng ta thấy rằng chúng ta có điều kiện. Có nhiều người nói cho hết lấy gì ăn, hết lấy gì cho hết lấy gì ăn. Có nhiều người nghĩ cho hết lấy gì ăn, mà sao mình không nghĩ ngược lại ăn hết lấy gì cho. Thành thử ra mình chỉ nghĩ rằng nếu mình ăn hết mình không có dư cho, thôi bây giờ mình có cho mình. Thôi đại, cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ ở đây có ai có câu hỏi gì liên quan đến sự tu học Phật Pháp không? Quý vị, chúng ta có một vài câu hỏi cho vui. If you have any questions, please speak up if you don't mind, so we can benefit from your question too. Dạ, mời cô. Vậy là trúng mánh rồi. À, Đức Đạt Lai Lạt Ma ngài có một câu như thế này: If you lose, don't lose your lesson. Câu rất hay. Nếu mà chúng ta là người thua, hay là nói cho chúng ta là một cái người bị mất, nhưng mà mất cái gì trong đời thì mất, nhưng mà nhất định chúng ta không mất một bài học. Ví dụ như bây giờ chúng ta mất đi một cái tình bạn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ không mất một bài học đích đáng trong đời là vì sao chúng ta mất người bạn đó. Có thể do chúng ta sơ ý nói những cái điều không hay làm cho bạn mình buồn, ví dụ vậy, đó là bài học. Rồi giờ chúng ta mất một sự nghiệp sau khi chúng ta đầu tư làm ăn với một cái người nào đó và mất, chúng ta có thể mất tiền của, nhưng không mất một bài học là chúng ta đã dễ tin người bằng những cái trường hợp nào đó. Thấy không? Cho nên các phiền não cũng vậy. Mình buông được cái phiền não nào đó là một cái hạnh phúc, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không có phiền não khác. Quý vị có nhớ câu chuyện kể là khi Đức Thế Tôn ngồi thiền thành đạo, sắp cái đêm thành đạo, bao nhiêu thứ ma nó ra? Đủ loại ma hết. Ma cầm gương giáo có, ma mặc đồ thiệt đẹp ổng ẹo trước mặt ngài cũng có. Rồi cuối cùng á, thân nhân của ngài, thưa đại chúng, cái đó là cái gì? Tức là những cái khi mà những cái tâm tư phiền não trong đời nó luân phiên, nó xuất hiện. Đâu phải là mình, đừng có nói chi cái chuyện trong cuộc sống hàng ngày thường tu thôi mà cũng không yên nữa. Tu thôi, người ta sẽ nói như thế này, người ta sẽ nói như thế kia, người ta sẽ nói như thế nọ, không có sao hết. Tại vì mỗi người, người ta đứng ở một cái góc độ, người ta lấy cái tâm gì để người ta nhìn mình. Thí dụ như mà người ta lấy cái tâm thông cảm thì người ta sẽ thông cảm. Ví dụ ha, mình là một Phật tử thuần thành, đem tới cúng dường cho thầy chén chè, thầy nói à để nó đi thầy sẽ ăn, thì ở đâu có một Phật tử ở xa lái 5-7 tiếng tới nấu một chén chè tới, thầy ăn cái chén chè của
cái người mới tới đó. Nhưng mà nếu mà mình một Phật tử thuần thành á, mình sẽ không buồn cái chén chè mình còn để lại, mà mình phải vui. Mình là Phật tử gần đây là mình cúng thầy ăn hoài gì đâu. Hôm nay á, Phật tử mới tới, để làm cho cái niềm vui cái người mới tới, thầy ăn cái chén chè đó. Ngược lại mình phải thấy cái lòng từ bi của thầy. Và mình đã học được một bài học từ nơi thầy, là luôn luôn biết trang rãi tới những người Phật tử, đặc biệt là những người người ta tìm tới mình mà ở quá xa. Mà cái tâm mình không thể phiền não cái chuyện đó được. Mà đa số mình đâu muốn vậy đâu, phải không? Không cần biết ai vô đây phải qua tay tôi, muốn cúng có gì phải đem trình cho tôi, tôi ừ mới được đem lên, phải không? Hoặc là bây giờ, ví dụ bây giờ mình cúng cái người đó, ta cúng cái này theo, tôi đem chén chè lên, nó để nó đi ăn, mà thấy cái người kia tới khá giả hơn hay đẹp đẽ hơn, cái là chiếu cố người đó hơn. Đó, mình nghĩ như vậy, mình đem cái tâm bình thường của chúng sanh mình để mình nhìn vào cái tâm hay cái hành động của một vị thầy cúng tội, phải không? Cho nên đời sống của quý vị, bây giờ quý vị thấy một người khách quen vô làm, và một cái người khách mới vừa bước vô, khách quen cái mình lại mình nói thông cảm nha. Họ sẵn sàng họ thông cảm, tại họ quen với mình quá. Và mình đi tiếp một cái người khách mới tới. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng mình buông cái này là mình sẽ vĩnh viễn không còn gì nữa. Ý ở đây muốn nói rằng khi mình buông được cái này xuống, thì mình sẽ có vô vàn những cơ hội nắm những cái khác. Trong đó có phiền não, mà cũng như là có những cái không phiền não. Mà nếu mà có phiền não nữa thì nó là gì? Có một cái ông đó nói như này: tôi không sợ con đường gồ ghề, gập ghềnh, khó đi, vì những chính những con đường đó đã giúp cho tôi vững tay lái. Thì mình cũng vậy, mình tu là nó tới, nó thử thách mình cho đến ngày mình viên mãn rồi thôi. Có ai có thắc mắc gì không? Có một cái thắc mắc là hôm nay sao trời nóng quá. Rồi thôi, nếu mà đại chúng không có gì thắc mắc thì chúng ta sẽ hồi hướng kết thúc ở đây. Dạ. Yeah.